Xin chào, mình là Trang. Xin chào, mình là Nghĩa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CS. Trong thời gian gần đây, nhiều ca mắc COVID-19 mới liên tục được ghi nhận trên một số tỉnh thành. Do đó, công tác phòng chống dịch tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, hoạt động cách ly tập trung cũng tăng lên đáng kể để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Cũng theo đó, nhiều người thắc mắc rằng việc đi cách ly tập trung y tế có phải trả phí hay không? Và nếu có thì sẽ là những khoản phí nào? Hay trong thời gian cách ly mà có bệnh, cần khám chữa trị thì như thế nào? Các bạn cùng theo dõi câu trả lời qua video này nhé! Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 16 NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, quy định chi tiết cách ly y tế, khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19. Chi phí cách ly tập trung, xét nghiệm đối với người Việt Nam được chia thành 3 trường hợp như sau. Trường hợp 1, người Việt Nam ở trong nước áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort thì phải tự chi trả các chi phí sau: chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly, chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành, các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt, bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố. Trường hợp cách ly tại cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì người dân chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng mỗi ngày, còn các khoản chi phí khác đều được ngân sách nhà nước chi trả. Trường hợp người phải đi cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí như đi cách ly tại cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng mỗi ngày. Trường hợp 2, đi làm việc, lao động, đi du lịch, du học, khám chữa bệnh, thăm thân từ nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch. Trong trường hợp này, người dân cũng có thể lựa chọn nơi cách ly tại khách sạn, resort hoặc tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly. Tuy nhiên, dù ở nơi nào thì người cách ly cũng phải tự chi trả tất cả các chi phí khi thực hiện cách ly tập trung như chi phí đưa đón đến nơi cách ly, chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và chi phí về ăn ở sinh hoạt. Trong trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí tương tự trường hợp 1 đã nói trên. Trường hợp 3, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung. Nếu tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort thì chỉ được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, còn các chi phí khác thì phải tự chi trả. Nếu cách ly tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước đảm bảo các tất cả các chi phí. Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Còn nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Nghị quyết số 16 NQ-CP trên thay thế nghị quyết số 37 NQ-CP trước đây quy định một số điểm mới về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Do đó, người dân cần lưu ý cập nhật các thông tin như đã nói trên để biết được quyền lợi của mình khi thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch. Video hôm nay đến đây là hết. Công ty luật sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin hữu ích cho người dân. Nếu thấy video hay, hãy like, share và theo dõi kênh của công ty luật nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có biết tên riêng công ty giống nhau vẫn được đăng ký kinh doanh? Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.